Xin quý vị thân hữu trong những nhóm thứ nhất là nhóm du lịch, thứ nhì là nhóm thân hữu đồng hương Cần Thơ, thứ ba là nhóm dưỡng sinh Bay Sao và chùa Phước Huệ. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi, ban tổ chức chúng tôi rất lấy làm cảm động, cảm kích tấm thiện tình của quý vị. Trước hết, Đăng Lan xin nói rõ cái lý do tại sao mà chúng ta có cái buổi tiệc hôm nay. Là vì một lời nói thôi quý vị, một lời nói của một người bạn rất là thân và tôi rất quý anh. Tôi đã quen anh mấy chục năm nay rồi, mà anh có cái tính tình rất là vui, rất là thoải mái và rất là tốt. Và điều thứ hai nữa là anh có cái biệt tài là nhái giọng. Anh mà đọc cái thông điệp của Tổng thống Trần Văn Hương, mà quý vị đừng có nhìn vào anh, quý vị quay mặt đi chỗ khác thì quý vị tưởng là Trần Văn Hương thật. Lát nữa đây quý vị sẽ được thưởng thức cái biệt tài đó. Và anh có nói với tôi như vậy, tại vì thú thật với quý vị là chúng tôi có một cái nhóm du lịch. Cái nhóm du lịch này là chúng tụi này hay đi du lịch cùng nhau, và mỗi tháng gặp nhau một lần. Thì anh Thiệu, anh Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thứ hai là anh nằm ở trong cái nhóm du lịch của chúng tôi. Thì anh có một, mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một lần. Mà mai mốt đó quý vị có thích vui thì quý vị cũng gia nhập với chúng tôi cho nó vui luôn. Đó, thì anh có đề nghị, anh bảo là chị Lan ơi, anh viết cho tôi một cái email, anh bảo chị Lan ơi, từ nay đến cuối đời tôi mong có một dịp nào đó được hát chung với chị những nhạc phẩm của Phạm Thế Mỹ. Vì cái lý do mà anh đến với tôi và anh chị quen biết tôi là vì anh chị thích nghe nhạc Phạm Thế Mỹ và biết Đăng Lan. Người ta biết đến Đăng Lan nhiều là nhờ cái bài hát đầu tiên là bài Thương Quá Việt Nam Đăng Lan đang hát chung với Xuân An. Và anh nói là muốn được hát chung với Đăng Lan, có dịp nào được hát chung với Đăng Lan thì Lan mới bảo thôi được rồi, để Lan sẽ tổ chức tại nhà, tại gia, để cho anh có dịp anh đến vui chơi mình hát cùng nhau. Thế nhưng mà Lan nghĩ lại, nếu mà bây giờ Lan làm tại nhà đó thì nó nhiều khê lắm. Chúng ta lo phần ăn uống thì sẽ lo dọn dẹp và không có thì giờ để mà vui chơi với nhau. Dạ, thì Lan dạ, chào chị Bích Thủy. Vâng, đây là anh chị Trương Minh Hoàng. Dạ, chị Bích Thủy đồng hương Cần Thơ. Dạ, đây đây. Đây bác sĩ Tâm. Dạ, xin mời bác sĩ ngồi vô bàn số 6. Dạ, anh chị vào vô bàn số 6. Số 6. Dạ, Cần Thơ là bàn số 2 và số 3. Là vì cái lời nói của anh Thiệu, anh Thiệu bảo là anh Thiệu rất mong là được hát chung với Đăng Lan, và Đăng Lan thì hát chừng nào mà không được thì Lan lại để Lan tổ chức. Nhưng mà anh ấy bảo chừng nào, Lan bảo để chừng nào rảnh thì tổ chức. Anh ấy bảo là tôi chỉ tổ chức đi, tại vì bây giờ chúng ta toàn là 7-8 bó không, là 6-7-8 bó, mà không biết là còn gặp nhau được ngày nào thì còn khỏe mạnh, còn gặp nhau được ngày nào, sợ là mất chung hết. Thôi chị làm nhanh nhanh lên. Vâng, đó là lý do tại sao chúng ta có cái buổi tiệc ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay gửi đến anh Nguyễn Văn Thiệu. Nhờ anh Thiệu. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta có nhóm du lịch do chị Thu là trưởng nhóm. Xin mời chị Thu đứng dậy. Đồng hương Cần Thơ là chị Bích Thủy, ca sĩ Bích Thủy. Hôm lát nữa chúng ta sẽ được nghe giọng âm bài của chị. Nhóm đồng hương Cần Thơ là chị Bích Thủy. Dạ. Cái nhóm mà dưỡng sinh của Phước Huệ và Banh Sao là chị Tuyết Mai và chị Ánh Tuyết. Dạ, thầy Trần Đa thì phụ trách ở bên Banh Sao và chị Tuyết Mai là trưởng lớp. Còn chị Ánh Tuyết là trưởng lớp bên chủ Phước Huệ. Thì lát nữa chúng tôi đây sẽ có một vài cái món quà nhỏ nhỏ. Thưa quý vị, còn cái bàn số 6 á, là cái bàn của thầy Sáu Khang.
thầy Sóc Phan là gia đình của nghệ sĩ Lang Thang, là thì chúng tôi cũng có một vài thân hữu ngồi ở chung với chúng tôi là thân hữu đã lâu năm, và một cái bàn đặc biệt nữa mà những cái vị này là rất quen biết trong cộng đồng, rất nổi tiếng trong cộng đồng mà không bao giờ mà Đắc Lang mời, mà những người đó là không có mặt, rất là quý mến Đắc Lang. Thanh Lang hôm nay Đắc Lang rất cảm động là hôm nay chúng ta có các ca sĩ mà các ca sĩ này là toàn là những idol không hả quý vị, mà họ sẽ cùng hát chung với chúng ta, mà rất đặc biệt là có ca sĩ Lưu Tử Quang, ca sĩ Ngọc Hân, ca sĩ Trần Thanh Tâm, ca sĩ Phan Giang Sang, ca sĩ Trần Hạnh. Và thưa quý vị, lát nữa chúng tôi có cái buổi thi idol là, nhưng mà toàn là bướm không chứ không có hoa. Thì lát nữa chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin mạn phép giới thiệu hai người MC rất là may mắn, rất là đắc lực với chúng tôi ngày hôm nay, là chị Ánh Tuyết và chị Tuyết Mai. Xin quý vị gửi đến quý vị. Và cái thành phần văn nghệ hôm nay của chúng tôi rất là hùng hậu. Chúng tôi có các ca nhạc nghệ sĩ, nhạc ca nhạc sĩ Anh Tuấn, người đẹp trai nhất Sydney. Và thưa quý vị, một người nữa là anh Lê Chí, nhạc sĩ Lê Chí, rất có nhiệt huyết và rất có lòng đối với tất cả hội đoàn. Thế mà ai nhờ cái gì anh cũng sẵn sàng, anh giúp đỡ. Cảm ơn anh Chí nhiều lắm, cảm ơn anh Chí rất nhiều. Và người thứ ba mà quý vị đang chụp hình đây là, cái người này rất nổi tiếng trên mạng là nhạc sĩ La Dũ, đã sáng tác rất nhiều những tác phẩm mà quý vị chịu khó sở trên mạng sẽ biết được những các bản nhạc của anh ấy là do các ca sĩ nổi tiếng. Người nhạc sĩ này rất nổi tiếng là thời 60 và 70, là cho những học sinh ở Sài Gòn đều biết người nhạc sĩ này, và những bản nhạc mà rất quen thuộc, trong đó có Bông Hồng Cài Áo. Tuyết Mai xin giới thiệu, đây là bản Thương Quá Việt Nam, và xin mời tất cả mọi người đồng hát. Và chị Đăng Lan đã để cái bản nhạc ở trên bàn đấy ạ. Và xin quý vị cùng hát chúng với anh em chúng tôi nhạc phẩm Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương. Thưa quý vị, Thương Quá Việt Nam, đấy thấy ông già già rồi mới muốn lật. Xin mời quý anh chị trên mỗi bàn bài hát Thương Quá Việt Nam, xin mời quý anh chị cùng hát chung với nhau với chị Đăng Lan, chị Đăng Lan đi. Yeah.
Dạ, chúng ta xin đại diện cho nhóm diễn sinh ở Bang Sao và xin nói vài lời về thầy Trần Đa. Thầy là võ sư trong hội Vô Vi Nam, võ thuật Vô Vi Nam, một võ thuật mà được phát triển và được sáng lập tại Việt Nam thuần túy cho người Việt Nam. Hiện giờ thì là Vô Vi Nam đã được phát triển rất rộng lớn trên thế giới. Thì cái môn Vô Vi Nam là dùng cả hai phương pháp là nhu và cương, tức là yếu và mạnh, và cùng một cái là để tập luyện vượt thể xác và tinh thần. Thì trong những năm gần đây, thầy Trần Đa đã chuyển qua lớp dưỡng sinh. Thầy mở lớp ở Bang Sao và trước đây ở chùa Phước Huệ để luyện tập cho những người cao niên, và trong đó có Tuyết Mai luôn đấy ạ, để cho mình lúc nào cũng được khỏe mạnh trong cái tuổi lớn tuổi đấy ạ. Thì Tuyết Mai xin được đại diện cho nhóm trí công của mình ở Bang Sao để mời thầy Trần Đa lên đây ạ. Dạ, tụi em rất cảm ơn thầy đã mới vừa ở ngoại quốc về và nhận được bữa tiệc hôm nay, rất là mừng ạ. Và tụi em xin kính chúc thầy và gia đình một Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và có một chút quà nhỏ để hoặc là những quan khách đã có cảm tình, đã thân thiết để tay với ban tổ chức và anh đối chị Đăng Lan, Tuyết Mai, anh Tuyết, Tuyết Mai, Đăng Lan là những cái người trụ cột, trong đó có Đăng Lan, Khánh Linh nữa, là những người trụ cột của Vô Vi Nam đã tập được hơn 5 năm này. Mấy cô bây giờ trưởng thành lắm rồi, có thể là đứng lớn được. Và mấy cô tôi thấy mấy cô khỏe ra, mà trong kia tôi muốn yếu đi. Có lẽ vì như vậy cho nên về Việt Nam có mới có 2 tháng thôi mà không cảm thấy yếu, rồi không tập là cái yếu đi. Cho nên tôi rất là thích cái tập cái môn này. Cho nên khi mà tôi đến đây á, may quá được các anh em ủng hộ, cho nên có được một cái lớp như vậy rất là may mắn. Và cái sự tồn tại và cái sự khỏe mạnh của con nhiều học viên hôm nay á, là cũng nhờ lớp những sinh đó. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các học viên, các anh em cũng đã nhiệt tình hợp tác với chúng tôi ở trong một giai đoạn 4-5 năm, và hy vọng nó sẽ kéo dài thêm nhiều năm nữa. Chỉ có mỗi một anh Tuyết đại diện thôi.
em sẽ gây dựng lại cái lớp học ở chùa Phúc Huệ. Thật ra chùa Phúc Huệ đã có từ những năm trước, nhưng là tại vì thầy với sự hướng dẫn của võ sư Trần Na, nhưng mà vì thầy Na vì sức khỏe và vì có mẹ già ở Việt Nam, thành ra phải không có đến lớp thường xuyên, rồi lớp đã tạm nghỉ trong vòng hơn một năm. Thì rất may cô Đăng Lan và sự ủy nhiệm của thầy Trần Na đã đến chùa Phúc Huệ để thể hiện lại cái lớp dưỡng sinh này. Trong vòng 2 tháng và số được khoảng 12 người, 13 người, và trong tương lai cũng sẽ có một số người các anh chị tham gia, có thể là đến tháng 1 2020. Trong vòng 2 tháng đó, các anh chị rất là hăng hái và luyện tập dưỡng sinh và rất là thích. Chỉ trong vòng có 2 tháng nha thầy ạ, mà cô Đăng Lan đã dạy được tới 2 bài rưỡi rồi. Tuần vừa qua, tại vì cô có nhóm họp, em và anh chị tiếp tục nửa bài nữa, thì sao mình được 3 bài đó thầy ạ. Thì hôm nay nhân ngày Christmas của nhóm dưỡng sinh, nhóm du lịch và Đồng Hương, Cần Thơ, em xin đại diện lớp dưỡng sinh chùa Phước Huệ để gửi đến cô Đăng Lan một món quà nhỏ bé thôi, nhưng mà gửi hết tất cả cái tấm chân tình của chúng em, những người môn sinh mới, nhưng mà rất là quý trọng chị. Và xin em mời chị Hiền sẽ là một học viên mới cho năm mới đấy. Em mời chị Hiền. Hồi trước thì như chị Hiền có đến bên sau một vài lần. Đấy. Bây giờ thấy đi nhẹ nhẹ thôi, rồi đó sau này mà học dưỡng sinh là đi chạy hơn đấy. Em xin gửi đến cô và cầu chúc cho gia đình của cô được mùa Giáng sinh an lành, bình an và một điều may mắn trong năm mới. Và riêng cá nhân của em, biết anh Phan là phu quân của cô Đăng Lan đã lâu rồi, em cũng cảm ơn anh Phan đã hỗ trợ chị Đăng Lan lần sau để mà chị Đăng Lan có thời gian đến để tập với chúng em. Nhất là những ngày mà thầy anh Phan phải ăn mì gói. Xin cảm ơn anh Tuyết, cảm ơn thầy Trần Ba, cảm ơn Tuyết Mai, cảm ơn chị Hiền. Chị Hiền đây đó là người bạn lâu năm của Đăng Lan, là mấy chục năm rồi. Mà chị Hiền là rất là, chị Hiền rất nấu ăn rất là khéo. Nếu mà mai mốt mà quý vị muốn nấu ăn mà không biết món gì thì hỏi chị Hiền, để chị Hiền mà bày cho. Vâng, thưa quý vị. Sáng thứ chân em đến cao em, bàn mật đêm tìm không hoa mà ngày xưa thường mơ. Thank you.
Nghe hôn tin nhị ta đã thoát phòng, hồng đào sáng em quay ngựa trở về cây kia giữa pháp trường các buổi mù bay. Nhưng đau thủ xuất ra tay hẳn sau đây là tôi diễn tả là cái lúc mà Phạm Công nó đi đánh giặc về mà gặp cái Cúc Hoa rồi bà Tào Thị. Bà Tào Thị là tức là người tình của Phạm Công. Là lúc mà về thì ông Phạm Công cũng nói là: này Tào Thị, mới nghe ta hỏi sao mấy đứng đó một thành hai ngân thất má bụng cao. Dạ là thật. Dạ ngày càng đi em đã thọ thai. Vợ chồng mà cách biệt sao nàng thọ thai được. Thật dối vô cùng cái đồ bảo tàng tăng là loạn. Vào trong tội lỗi còn hai là ta giết nàng đi để xem con tiên phản bội kia có mấy nẻo chung. Trả lời cho MC chúc mai. Thì quý vị biết ra vua chúa thì cái nón của vua ta kêu là cái gì? Long mão không? Rồi cái dừa của vua nào á? Người ta kêu đúng rồi, long xà. Đó, cái áo của vua mặc á, người ta kêu là long bào, đúng không? Thì trong cung điện của nhà vua thì có cái của thượng viện. Thì khoảng thì ông vua ra đó để giải trí, quốc đất, trồng cây như mọi người. Mà bây giờ người ta không biết đó là cái cuốc của vua nó kêu là cái gì. Cái cuốc của vua là để cái cuốc cuốc đất ấy. Không biết nó kêu là cái gì không? Là tôi có cái gì là nghe cái chuyện như vậy có biết không vậy? Đúng rồi. Đó, long kêu là long đạo. Long đạo chứ là lao động. Không phải không? Không phải nhau đó. Với cái chảo ông ba mà ở ngoài cái tàu có phải cái nhà ông đó không? Mà cũng không phải. Cái lúc đó ông cha cũng kể ra hơn cả chục gia đình mà có ổ gà. Bảo con không nhớ. Cái ông cha bảo vậy thôi. Bây giờ anh về, anh ấy tính được bao nhiêu trung lực cái ổ gà đó bao nhiêu tiền thì anh giúp cho những người nghèo. Anh coi là anh biết rồi hối cải thì Chúa cũng tha. Đó, chẳng nhà nhà vân vân đi chạy ra ngoài đó mà đứng ở ngoài đi cái sao ra ngồi đó sao mày về bàn làm anh cứ khấn khá rồi ơi được lắm tay cô đâu nha chỉ tao mười mấy cái ổ ổ chưa ổ rồi một ngàn ngủ với người kia được mười mấy ổ nữa. Rồi có lẽ quý vị từ 70 tuổi trở lên mới có thể biết bài này. Thì thầy Phạm Thế Mỹ đã tiên đoán là chúng ta sẽ trở lại Việt Nam trong một ngày rất gần và rất là hạnh phúc. Chúng tôi rất mong về và bài hát này trước đây 70 năm thì bây giờ tôi xin hát lại. Mãi vui vững lòng đi tới, mong ước
mãi khi về đây. Người em ước mơ ngày đêm chiến đấu gió đông, theo mừng chiến thắng anh mới vừa lập công. Và có em một lòng thương yêu đứng mãi bên đời anh đây. Và có em một lòng thương yêu đứng mãi bên đời anh đây. Nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Thưa các cô chú, các anh chị, hôm nay em đến đây là thứ nhất là xin chúc mừng tất cả các cô chú, các anh chị một Giáng sinh thật là vui và một buổi họp mặt thật là ấm cúng. Và hôm nay thì xin hát một bài theo sự yêu cầu của anh Phan. Anh Phan đề nghị hát bài Đêm nhớ về Sài Gòn. Đêm nhớ về Sài Gòn, thấy phố phường buồn xưa chưa vui, những con đường thèm đôi chân vui. Bây giờ thì có người hỏi Sài Gòn, mơ Sài Gòn có còn được không em? Bây giờ chị Thanh Hương sẽ thầm hỏi mơ Sài Gòn có còn được không? Trên viên đàn tình cơ không gian mây bay qua xa có hay đàn từng cánh hoa bay bờ trong biển hoài màu xanh ướt thềm dòng sông trôi đi. Thank you.
chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ và nơi ngăn dù để đi buồn nao đẹp trình vào biết anh sao. Một giọng ca idol mà chị Đăng Lan nói là người bao giờ cũng support chị điều hiu của chúng ta. Dạ xin mời anh Phan lên đây ạ. Anh Phan hôm nay sẽ trình bày một nhạc phẩm phổ thơ Đinh Hùng, nhạc phẩm của Phạm Đình Chương, đó là Mộng Dưới Hoa. Để xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị tới tham dự buổi tiệc hôm nay. Trước khi tôi hát cái bài hát này thì tôi kể một cái câu chuyện. Năm 1972, bạn tôi nó thách có cô em bé mới ra lò hát ở Quỳnh Viên mà cao giò cao cẳng lắm. Cái đêm đó tôi đi ra Quỳnh Viên thì tôi vừa vô Quỳnh Viên thì anh quản lý anh biết tôi là ai rồi, anh mời tôi ngồi một cái bàn đặc biệt. Cái ok cái tôi nói với anh quản lý, tôi nói tôi xin muốn nói chuyện với cô Đăng Lan. Thì cô Đăng Lan lúc đó đang hát trên sân khấu thì tôi đã hát rồi, chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng em là cô gái đẹp như trăng. Nhưng mà chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng cái nghiệp duyên đã cầu sẵn. Cho nên chúng tôi quen nhau tới tới năm 74 định là đám cưới. Nhưng mà trong thời gian đó thì tôi tranh đấu với gia đình dữ lắm vì quan niệm là sướng ca vô lò. Đó là cái bài của anh bác sĩ Sang có viết ở trong y học đời sống. Nhưng mà rốt cuộc chúng tôi đã tranh đấu được thành công. Mà chúng tôi định làm đám cưới sau năm 75. Tôi vừa xây cái nhà xong ở có một tháng 15 ngày bỏ hết đi đó. Thì chúng tôi dắt nhau đi. Thì cô dâu thì không bao giờ có đám cưới. Không bao giờ có đám cưới, chưa có đám cưới, chưa có mặc áo cô dâu. Thôi, thì qua tới Úc thì tôi khóc như vậy. Đó là người vợ không bao giờ cưới. Quý vị ơi, mình phải cắt ngắn cái người này chứ không mà để ông ấy lan man là ông ấy tới là tiếng hạc trống trăng. Với lại là bó áo em chưa mặc một lần hay là tính cướp bạch hải đường khổ lắm. Bây giờ này nghĩ là chưa có đám cưới, bữa nay là đám cưới, hai người bắt đầu hôn nhau một cái nha. Bây giờ thôi để tôi hát cái bài đó nhé. Nhưng mà nói thiệt, trong cái thời gian đó tôi tranh đấu với ông già tôi dễ sợ lắm, ông là khó lắm, phải không? Nhưng mà bữa đó tôi đem cô này về dưới nhà, tôi đi vào trực thăng, không có đi trực thăng tới nhà luôn. Ông đánh phủ đầu, ông chịu thua luôn. Rồi đó thì bây giờ tôi xin hát cái bài Mộng Dưới Hoa. Ôi hoa cây vai hương ngát mái đầu.
đêm nằm nghe giấc mộng trôi mau. Gió ơi người có từ tâm hiền mà mình buồn chiều ta có nhau. Bây giờ nhé, bây giờ tôi với cô dâu không giờ cưới đó, hát một bài của Sâm Ca. Sâm Ca, quý vị ơi, ông mới hát mà tôi run. Thầy, ông ơi, ông lấy thêm một cái micro nữa đi ông. Tôi hết hơi rồi ông ạ, ông hát mà tôi hết hơi. Khổ, 2 tháng nay ở nhà ngày nào cũng tập. Tập đêm tập ngày, ăn xong là tập. Alo. Mà bây giờ đến đây lại lộ địa chỉ. Tôi bây giờ rồi thôi bác nói gì bác nói đi. Bác để gần micro. Thì sáng 30 tháng 4 chúng tôi bỏ nhà đi đi ra Kho Nam, đi tàu Trường Xuân đi qua bên bên Hồng Kông rồi qua Úc. Tháng 6 năm 75 tới đây. Thì trong thời gian ở hotel tôi cũng ngân nga hát, nghĩa là mượn những cái bài hát, những cái lời hát để mình quên đi cái sự mất mát to lớn quá. Thành ra tôi xin hát một cái bài hát của Phạm Thiên Nguyễn là vườn dâu lá ơi. Này bác đọc trong này để có chữ quốc ngữ trong này. Nghĩa là cái tưởng tượng cái hạnh phúc gia đình ảo đó để là con khuôn khoen. Thành ra bây giờ tôi xin hát cái bài Vườn Dâu Lá Mới. Yeah, Vườn Dâu Lá Mới. Đừng lộ địa chỉ nhé. Cho mắm cho muối vô mình hát khổ vậy đấy, cả ngày suốt ngày chỉ cãi nhau về mang cái chuyện vớ vẩn này. Con đi về vô hát đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năng động quá. Rồi cảm ơn bác. Bác hay lắm. Thế là em đó, em chấm bác nhất ngày hôm nay trong idol hơn cả anh Hiểu ấy. Được lắm. Quý vị cứ nói đại đi cho người ta vui. Thank you.
ai nhớ mới hay tình tận tình thầy ngủ yên trong đêm đó thấy một cuộc còn tiếc một ngàn tâm sự đắng. Dòng lệ sâu lệ càng tuôn rơi mong đó lỡ lầm một lần từ đó thành ngày sợ thêm tâm sự đắng. Hôm qua hồn mây xa hồn đã tới bên người nghe như dòng lệ rơi bên trăng ngồi sâu cùng cơn yêu dấu vẫn hay là thương đau hơi người xa xăm đau biết nhau xin mời một cô bạn Gia Long Thanh Bình sẽ hát một bản nhạc của Đặng Thế Phong đó bài Giọt Mưa Thu. Mời Thanh Bình lên ạ. Nàng lấy can đảm hay uống cái cục rượu đỏ nó mới lên được nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em cũng xin nói trước ở nhà hát hay lắm. Cho nên nếu mà bây giờ mà em hát dở là tại ban nhạc á. Không dám đối cường quý vị. Tại vì nếu đối